Bác Trọng vừa mất, Trung Quốc lại điều tàu đến quậy phá vùng biển Việt Nam. Quý vị thân mến, sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã để lại một khoảng trống lãnh đạo khó lấp đầy, không chỉ vì di sản chính trị của ông để lại mà còn vì sự nhạy bén ngoại giao của ông. Lãnh đạo Việt Nam trong thời kỳ xung đột và căng thẳng địa chính trị gia tăng, ông đã khéo léo thực hiện việc xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước lớn. Vâng thưa quý vị, đối với Trung Quốc, ta chỉ ngang với một tỉnh của họ, nên không thể dùng một trận mà đòi lại được biển đảo. Còn giả sử ta có phép màu tiến hành chiến tranh thắng được Trung Quốc thì đất nước cũng nát tan. Dọn nhà tránh hàng xóm đã khó, còn dọn nước để tránh láng giềng là điều không thể. Làm một trận đòi lại của đã mất cũng không được. Vấn đề biển đảo chỉ có thể dùng chiến lược ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết để đối phó với Trung Quốc. Ta đối phó bằng chính sự cao thượng, đúng sai, phải trái để giành lấy sự ủng hộ quốc tế. Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Bằng ngược lại, ta đã nhỏ yếu, lại ứng xử theo kiểu trẻ con, xỏ xiên, thì ta sẽ được nhận lại thái độ gì? Và ta cũng sẽ làm được gì họ? Tham vọng bành trướng bá quyền vốn là đặc sản của người Tàu và cũng là bản tính chung của các đế quốc. Nhưng sau bao cuộc chiến đẫm máu đã dẫn tới xu hướng của thời đại, đối thoại thay cho đối đầu. Nước ta cũng đã thực hiện thành công chính sách ngoại giao đa phương. Ai cũng biết, ông cha ta vừa thắng giặc phương Bắc xong, vẫn sang triều cống và xin phong vương. Thuần phục giả vờ, độc lập thực sự, hay còn gọi là trong đế ngoài vương. Bây giờ không còn vậy, nhưng vẫn phải hiểu, chiến lược ngoại giao phải phụ thuộc vào thế và lực của ta. Không phải muốn sao cũng được. Sai lầm trong đối ngoại là sẽ dẫn tới thảm họa, bất kể nước nào. Vấn đề biển đảo vẫn còn nguyên đó. Ta tốt nhất vẫn là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Thưa quý vị, trong những ngày Việt Nam đang trải qua những ngày đau thương trước sự ra đi của một bậc vĩ nhân, ấy vậy mà anh bạn hàng xóm lại lợi dụng thời điểm này để quấy phá vùng biển Việt Nam. Cụ thể vụ việc này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, căn cứ theo hệ thống định vị hàng hải quốc tế AIS, Đại tá Ray Power, giám đốc dự án SLAI của Đại học Stanford, Hoa Kỳ cho hay, cập nhật tới chiều ngày 20 tháng 7, tàu hải cảnh 5302 của Trung Quốc đã xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên khu vực bãi cạn Phúc Nguyên, thêm lục địa phía Nam Việt Nam. Điều đáng nói, hoạt động của tàu hải cảnh 5302 diễn ra vào cùng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi vào sổ tang của Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh. Giới học giả quốc tế cũng đã đặt ra dấu hỏi xoay quanh hành động của Trung Quốc vào một thời điểm nhạy cảm như vậy. Tuy nhiên, tình hình Biển Đông trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc nói chung có thể ngắn gọn với bốn chữ: tay bắt mặt đá. Hai bên vẫn nói về tình hữu nghị, hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng các bất đồng vẫn diễn ra hàng ngày trên Biển Đông, kể cả vào những thời điểm nhạy cảm như vậy. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay tàu Trung Quốc xâm nhập thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Điều này đã diễn ra như cơm bữa. Theo giới học giả quốc tế, hành động này được gọi là tuần tra xâm nhập. Những cuộc tuần tra này là một phần quan trọng trong chiến lược của Trung Quốc nhằm củng cố các yêu sách hàng hải mở rộng ở vùng biển tranh chấp. Bằng cách đó, Trung Quốc đạt mục tiêu thiết lập sự hiện diện thường xuyên, liên tục, dần dần bình thường hóa các hoạt động hàng hải ở những khu vực này. Những cuộc tuần tra này thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong việc thiết lập quyền tài phán thực tế đối với các khu vực của các quốc gia khác theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Sự hiện diện dai dẳng của các tàu hải cảnh có thể đe dọa các quốc gia yêu sách khác và ngăn cản họ thách thức các yêu sách phi lý của Trung Quốc. Thông qua hoạt động tuần tra xâm nhập, Trung Quốc sử dụng một cách hiệu quả chiến lược xâm lấn để tăng cường các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông, dần dần thay đổi hiện trạng theo hướng có lợi cho mình. Đáng chú ý, các tàu hải cảnh thường xuyên bật bộ phát đáp của hệ thống định vị hàng hải tự động AIS, cho phép cả thế giới thấy vị trí của họ như một minh chứng cho yêu sách chủ quyền phi lý của mình. Để đối phó, các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển Việt Nam cũng thường xuyên bật hệ thống định vị hàng hải tiến hành truy cản, đeo bám. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm nhất định và tùy vào ý đồ, chúng ta sẽ có nhiều biện pháp để ứng phó.
Những tháng qua, Trung Quốc tiếp tục leo thang trong chính sách ngoại giao chiến hạm, trong đó có hành động ngang nhiên đưa tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng đội tàu hộ tống Hùng Hậu đến khảo sát trên diện tích 31.000 km2 ở vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa Việt Nam. Việt Nam đã giao thiệp và phản đối hành động vi phạm của Trung Quốc thông qua tất cả các kênh đối ngoại, kể cả tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Dư luận thế giới cũng kịch liệt phê phán hành động xâm phạm nguy hiểm của Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, trong đó có khu vực bãi Tư Chính, căn cứ theo Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, UNCLOS 1982. Việt Nam cũng có căn cứ vững chắc về pháp lý khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thiêng liêng, có lợi ích chung với cộng đồng quốc tế về gìn giữ hòa bình an ninh khu vực và tự do hàng hải trên Biển Đông. Ngược lại, các yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông là vô căn cứ, bất chấp luật pháp quốc tế và hành động của họ vi phạm thô bạo vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Dư luận quốc tế đang rất bất bình và lo ngại về hành động ngang ngược và nguy hiểm của Trung Quốc khi họ ngang nhiên đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 vào khu vực bãi Tư Chính. Hành động của Trung Quốc là coi thường luật pháp quốc tế, biến khu vực thuộc chủ quyền của nước khác nơi không có tranh chấp trở thành khu vực tranh chấp, vi phạm các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đối với khu vực bãi Tư Chính xuất phát từ yêu sách phi lý về cái gọi là quyền lịch sử ở Biển Đông theo đường chín đoạn, cùng với yêu sách chủ quyền phi lý đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không nêu ra được căn cứ pháp lý của đường chín đoạn là gì, dựa trên cơ sở nào. Từ bản đồ đường chín đoạn nêu trên, Trung Quốc đã đòi hỏi quyền lịch sử đối với 80-90% diện tích Biển Đông. Trước năm 2009, Trung Quốc chưa chính thức nêu yêu sách về đường chín đoạn. Họ chỉ vẽ đường chín đoạn và không giải thích tính chất pháp lý. Từ 2009, sau khi Trung Quốc chính thức nêu yêu sách về đường chín đoạn, tất cả các nước liên quan ở Biển Đông đều đã chính thức phản đối. Thực tế, các chuyên gia pháp lý quốc tế và nhiều quốc gia liên quan đều nhận định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý hoặc chứng cứ xác đáng để đòi hỏi chủ quyền với vùng nước trong phạm vi đường chín đoạn, cũng như với toàn bộ các đảo ở Biển Đông. Mọi phân tích đều khẳng định đường chín đoạn không thể biện hộ cho đòi hỏi của họ về chủ quyền lịch sử ở Biển Đông vì nó vượt ra ngoài khuôn khổ của luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982. Đặc biệt, trong phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 về vụ Philippines kiện Trung Quốc, Tòa trọng tài quốc tế cũng đã bác bỏ cơ sở pháp lý của quyền lịch sử mà Trung Quốc đòi hỏi theo đường chín đoạn. Luận cứ của tòa cụ thể như sau. Thứ nhất, chủ quyền lịch sử đối với tài nguyên biển thuộc EEZ đã được Hội nghị Luật Biển xem xét kỹ lưỡng nhưng không được chấp nhận trong UNCLOS. Chỉ có quyền đánh cá truyền thống được thừa nhận ở mức độ hẹp với một số vùng vịnh và chỉ trong trường hợp nước ven biển không đánh bắt hết. Quyền lịch sử đối với các tài nguyên khác như dầu khí, khoáng sản thì hoàn toàn bị bác bỏ trong công ước. Thứ hai, các bằng chứng về quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông như phát hiện, đánh cá, khai thác từ xa xưa chỉ là các hoạt động khai thác thực hiện ở vùng biển quốc tế trước đây, khi toàn bộ Biển Đông bên ngoài phạm vi lãnh hải là vùng biển quốc tế và các nước đều được tự do khai thác. Các quyền lịch sử này đương nhiên mất đi khi UNCLOS có hiệu lực. Bằng chứng lịch sử mà Trung Quốc đưa ra cũng giống như các hoạt động khai thác mà Nhật và các nước khác đã làm trong quá khứ. Và Trung Quốc không có bằng chứng lịch sử nào xác định chủ quyền và quyền kiểm soát độc tôn của mình ở Biển Đông và không cho phép nước khác khai thác. Trên cơ sở đó, tòa kết luận Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi hỏi quyền lịch sử đối với các tài nguyên nằm trong phạm vi đường chín đoạn, ngoại trừ các quyền được công ước thừa nhận. Trung Quốc đã liên tục xuyên tạc rằng bãi Tư Chính là một phần của quần đảo Nam Sa và vùng biển liên quan thuộc chủ quyền của nước này. Năm 1992, Trung Quốc ngang ngược ký hợp đồng thăm dò dầu khí trên bãi Tư Chính của Việt Nam với một công ty tư nhân của Mỹ là Crestone. Hợp đồng phi pháp này đã bị Việt Nam và cả Bộ Ngoại giao Mỹ phản đối. Theo ABS-CBN, ông Antonio Carpio, phó chánh án tòa án tối cao Philippines, mới đây đã phát biểu rằng việc Bắc Kinh tuyên truyền Biển Đông thuộc về Trung Quốc là tin giả của thế kỷ, lời nói dối lịch sử, và nếu họ lặp đi lặp lại luận điệu sai trái này mà chúng ta không bác bỏ, sẽ có những người nghĩ đó là sự thật.
Thực tế, Trung Quốc vẫn đang cố tình mập mờ coi các đảo đá và bãi ngầm ở Trường Sa là một thực thể thống nhất, có quyền được hưởng quy chế EEZ và thêm lục địa 200 hải lý như lãnh thổ đất liền theo UNCLOS. Tuy nhiên, điều 121 của Công ước đã quy định, những đảo đá không thích hợp cho con người định cư hoặc không có một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền về kinh tế và thêm lục địa. Thêm vào đó, tòa trọng tài trong vụ kiện trên đã chính thức công bố phán quyết có ý nghĩa lịch sử liên quan đến quy chế pháp lý của các đảo và bãi ngầm ở Trường Sa. Lần đầu tiên kể từ khi có Công ước Luật Biển, một cơ quan tài phán quốc tế đã đưa ra phán quyết về áp dụng và giải thích điều 121 của Công ước, đặc biệt liên quan đến các tranh chấp phức tạp và nhạy cảm ở Biển Đông. Thưa quý vị, trước đó theo thông cáo của Bộ Tài nguyên Trung Quốc được South China Morning Post trích dẫn, hệ thống này sẽ giúp nhanh chóng phát hiện hiểm họa môi trường và tình huống hàng hải khẩn cấp tại Biển Đông. Theo thông cáo, hệ thống được dùng trong quản lý hàng hải, bao gồm việc kiểm tra các dấu hiệu đáng ngờ tại các vùng nước, điều tra các vị trí từng có vấn đề và quan trắc trực tuyến biển đảo. Theo đó, hệ thống UAV đã vô cùng tăng cường giám sát năng động ở Biển Đông, với vô số UAV trang bị camera độ phân giải cao kết nối với các trạm tiếp chuyển tín hiệu trang bị trên các xe di động. Những xe này có chức năng tương tự các trạm thu phát tín hiệu nhưng có thể dễ dàng di chuyển hoặc đưa bằng tàu đến các địa điểm ở xa không có cơ sở hạ tầng cho trạm cố định. Chúng sẽ chuyển dữ liệu gồm hình chụp và video trực tiếp lên các vệ tinh liên lạc trước khi chuyển về cơ sở ở Quảng Đông cách xa hàng nghìn km. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị Việt Nam và cộng đồng quốc tế phản đối về hành vi quân sự hóa, phi pháp ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn đưa nhóm tàu khảo sát nhiều lần vi phạm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Quý vị thân mến, để thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc nhiều năm qua đã ngang nhiên lợi dụng mọi kẽ hở để tạo ra sự đã rồi, bất chấp quan ngại của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc nhiều lần đánh lạc hướng dư luận bằng những tuyên bố rằng tình hình Biển Đông ổn định và được cải thiện. Thế nhưng, những gì đã và đang diễn ra hoàn toàn không như Trung Quốc nói. Ngay ngoài kia, nhóm tàu khảo sát hải dương địa chất 8 của Trung Quốc vẫn đang ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam đã được xác định phù hợp với quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS 1982. Và đó chỉ là một trong hàng loạt hành vi nguy hiểm mà Trung Quốc tiến hành trong nhiều năm qua trên Biển Đông. Giáo sư về luật hàng hải quốc tế James Kraska tại Đại học Hải chiến Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc đã tiến hành một chiến lược nhất quán để hiện thực hóa mưu đồ kiểm soát Biển Đông, bắt đầu từ việc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974, các bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam từ năm 1988, tiếp đó là bãi cạn Scarborough từ tay Philippines vào năm 2012. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015, Trung Quốc tiến hành bồi đắp trái phép 7 bãi đá cưỡng chiếm của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo, quân sự hóa chúng thành các tiền đồn, thậm chí xây dựng 3 đường băng đủ dài để các loại máy bay quân sự đáp xuống. Không những vậy, Bắc Kinh còn tổ chức diễn tập điều động tên lửa, chiến đấu cơ đa nhiệm đến các thực thể ở Biển Đông. Theo giáo sư Alexander Vilving, công tác tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, một chủ trương lớn trong chiến lược này là biến các vị trí chiếm đóng thành căn cứ hậu cần và căn cứ quân sự tiền phương, tạo bàn đạp cho các phương tiện như máy bay, tàu nổi, tàu ngầm của Trung Quốc tỏa ra thống lĩnh vùng trời và vùng biển ở Biển Đông. Bên cạnh các hành vi quân sự hóa, Trung Quốc còn tự cho mình quyền ấn định một lệnh cấm đánh bắt đối với các tàu treo cờ nước ngoài trên vùng đặc quyền kinh tế của chính các nước đó tại khu vực trong suốt nhiều năm qua. Giáo sư Kraska cho rằng Trung Quốc muốn bình thường hóa sự kiểm soát về đánh bắt ở Biển Đông, bất chấp việc điều đó đe dọa, xâm phạm các hoạt động và quyền lợi biển hợp pháp của các nước khác. Ông nhấn mạnh với báo Thanh Niên rằng Trung Quốc còn dùng đội tàu cá khổng lồ của mình kết hợp với tàu vũ trang mang danh tàu chấp pháp để gây rối ngư dân các nước nhằm nội bộ hóa hoạt động đánh cá. Mục tiêu là tước bỏ quyền đánh cá của các nước trong chính EEZ của họ. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo sự nguy hiểm của dân quân biển ngụy trang dưới dạng tàu cá, tàu thương mại dân sự với chiến thuật bắp cải của Trung Quốc. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn tìm cách ngụy tạo hồ sơ hành chính nhằm tự vẽ nên quyền kiểm soát các thực thể ở Biển Đông.
Hơn 7 năm trước, Trung Quốc tự lập ra cái gọi là thành phố Tam Sa để quản lý một khu vực rộng lớn, bao gồm cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Tiếp đến, Trung Quốc lại hình thành các cơ sở hành chính, rồi tổ chức du lịch đến các khu vực trên. Giới chuyên gia quốc tế đều nhận định đây là cách mà Trung Quốc tự hợp pháp hóa các biện pháp mang tính bình phong. Cụ thể, thông qua các giấy phép đầu tư, Trung Quốc có thể tự vẽ ra một hồ sơ hành chính về liên tục quản lý các đảo nhằm bao biện cho tuyên bố chủ quyền phi lý của mình. Theo các chuyên gia, Trung Quốc rõ ràng đang ra sức thực hiện mưu đồ biến Biển Đông thành ao nhà bằng cách tạo ra sự đã rồi, cái gọi là trạng thái bình thường mới hay nguyên trạng mới. Mới đây, nguyên phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Kirby cảnh báo Trung Quốc vẫn tận dụng các kẽ hở để tạo ra sự đã rồi. Ông đánh giá sự đã rồi là vấn đề khó nhất về mặt quân sự và đây cũng là thách thức lớn với các quốc gia đang quan ngại về những hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bài trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Viu Vinh cảnh báo trong khoảng 5 đến 10 năm tới, Trung Quốc có thể tiến đến giai đoạn cuối trong quá trình tạo dựng và củng cố thế đứng trên Biển Đông, tức là giai đoạn mà từ các bàn đạp trên các đảo chiếm đóng ở Hoàng Sa và Trường Sa, Trung Quốc có thể phản ứng tức thời và áp đảo lực lượng của bất kỳ nước nào khác trên bất cứ khu vực nào ở Biển Đông. Giáo sư Clive Attia thuộc Học viện Quốc phòng Australia thì nói với báo Thanh Niên, những sự hiện diện quân sự, hành chính và thương mại vững chắc sẽ cung cấp cho Trung Quốc khả năng gây áp lực ngay lập tức đối với bất kỳ quốc gia nào có hành động đi ngược với mong muốn của Bắc Kinh. Thực tế cho thấy, Trung Quốc không dễ dàng từ bỏ tham vọng của mình, cho dù cộng đồng quốc tế đã nhiều lần lên tiếng quan ngại. Càng ngày, các chiêu bài của Trung Quốc để kiểm soát Biển Đông càng trở nên tinh vi. Mới đây nhất là việc triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái để do thám, giám sát hàng hải lẫn các thực thể tại Biển Đông. Nhìn xa ra, đây còn có thể là hành động nhằm vào các hoạt động thực thi tự do hàng hải mà các nước khác tiến hành trên Biển Đông. Giới chuyên gia đều đồng ý rằng Biển Đông không chỉ là vùng biển chiến lược với các nước trong khu vực mà còn là trung tâm hàng hải quan trọng, có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt với tất cả các nước cũng như cộng đồng quốc tế. Những mưu đồ nguy hiểm của Trung Quốc nếu đạt được sẽ đe dọa đến lợi ích chung, đồng thời tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh và thượng tôn pháp luật tại đây. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải thật sự quan tâm đến an ninh Biển Đông, góp tiếng nói mạnh mẽ và vì trách nhiệm chung để ngăn chặn sự đã rồi trước một Trung Quốc ngày một hung hăng và bất chấp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn nghĩ sao về những hành động phi lý này của Trung Quốc trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này nhé. Và đến đây, thời lượng của chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để ủng hộ những người làm chương trình, quý vị hãy ấn like video và ấn vào đăng ký kênh, rồi ấn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.